Sáng nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Lục quân tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Các tỉnh thành phố phía Nam với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại các điểm cầu: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực 2, 3, 4 và các trường chính trị cấp tỉnh khu vực phía Nam từ Quảng Bình trở vào. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì điểm cầu tại Hà Nội. Ban tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 146 tham luận của các cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học trong khu vực. Mục đích của hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về vai trò trách nhiệm các ban tuyên giáo, các trường chính trị cấp tỉnh và một số cơ quan đơn vị, nhà trường có liên quan đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, làm rõ những yêu cầu đặt ra trong đổi mới công tác tuyên giáo, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các địa phương, học viện, nhà trường nhằm phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, từ đó xác định được những nhiệm vụ giải pháp cần triển khai để phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của các địa phương, học viện, nhà trường trong công tác này.